Theo Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia, Bộ Y tế đã mở hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023 với 528 sản phẩm thuốc, tổng giá trị các gói thầu là gần 9.000 tỷ đồng. Ba gói thầu bao gồm gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022-2023 gồm 46 nhà thầu. Gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu. Gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu. Dự kiến trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.